Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cây mai này, mình quay chia sẻ anh chị ha. Thì cây mai này người ta đã vô cái chậu rồi. Hôm nay thì mình có hỏi thông tin thì khoảng là 7 đến 10 ngày anh chị. Tuy nhiên thì cái cây này anh chị thấy cái hoành là 37 mà vô cái chậu 7 thì nó sẽ bị nuốt cái cây anh chị. Để mình quay cận cảnh anh chị mình xem ha. Thì đây là cái cây mình quay gần cho anh chị xem ha. Cái mình thấu dài khoảng là 30 cái chiều dài nữa anh chị ha. Thường nếu anh chị mình gửi cây cho mình ha thì nhớ mình quay mặt trước, mặt sau, nói chung là quay bốn mặt của cái cây để mình nhận định cái dáng thế. Và mình anh chị phải quay ở trên nhìn xuống nha, để mình nhìn thấy được cái độ lượn lắc của cái thân. Thì như vậy mình mới định hướng được cái cây anh chị. Đôi khi mình nhìn mặt tiền xong mà cái định hướng ở trên mình nhìn xuống nó không có xoắn, nó lắc, mình không thấy được cái nhịp lắc của nó. Thì mình sẽ không biết cái cành nó nằm như thế nào để chuẩn xác để mà góp ý cho anh chị. Thì mai mốt anh chị nào có nhờ mình tư vấn ha, thì có thể là anh chị sẽ quay bốn mặt và ở trên quay xuống như thế này để mình nhận định được cái độ lắc của cái cây thì mình mới xác định được anh chị ha. Như cây này mình mua cũng anh em gửi qua Zalo, mình coi rất là kỹ nhiều lần để xác định được cái đường thân của nó lắc như thế nào. Và mình lấy cái tay cành 1, 2, 3 thì cây này mình sẽ xử lý cái cây lấy cái tay cành nó chuẩn cây bài anh chị nha, lấy theo cái dáng bài là tay cành mình lấy theo. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ nó không có chuẩn nha anh chị. Cây này thì mình lấy là theo cái dáng bài, đóng tay cành theo cái dáng bài, nhưng mà cái tỷ lệ nó sẽ không có chuẩn. Ví dụ như ở đây là 37 hoành thì nó lên tới đây thì nó còn khoảng 20, 22 gì, nó thu đoạn nó không có đạt nha. Thì cái cây này nói chung là nó cũng vô cái cây dáng bài nó cơ bản á, sau này vẫn là một cái cây dáng bài đẹp ha. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ nó sẽ không có chuẩn. Ví dụ như nó lên từ cành 1 lên cành 2 nó thu đoạn đẹp nè, cái nhịp đầu và cái cành 1. Từ cành 2 lên cành 3 thì nó hơi nâng, cho nên mình sẽ xử lý cái một số cành này để mình lấy chuẩn luôn. Sau này mình nuôi sẽ ra một cái cây lấy tay cành và cái tỷ lệ của cái cây bài nó cơ bản thôi anh chị nha. Chứ cây mai nếu mà nuôi đúng theo cái tỷ lệ của kiển xanh thì rất là khó nha. Rồi bây giờ trước tiên mình cắt một số cành để mình lấy cành 1, 2, 3. Thì ở đây anh chị thấy cái cành 1 rất là đẹp ở phía trước ha. Nó nằm rất là đẹp và cái xương 1 nó cũng nằm đúng vị trí anh chị. Thì mình sẽ cắt cái xương này và bên đây mình lấy nhịp lại là có một cái tay cành, sau này mình thu nhỏ nó đẹp. Bên đây cái cành 2 thì nó cái xương 1 nó nằm đây nó cũng rất là đẹp nè. Thì cái cành này mình sẽ cho nó phóng khoáng một xíu để nó đi ra về cái lưng cho nó dài chút anh chị ha, để cho nó cân bằng cái cây. Và mình sẽ bỏ một cái cành đối diện cái cành hướng về mặt tiền ha. Đây là cái cành 3 nó ngược về mặt tiền. Thì mình sẽ bỏ cái cành này, mình lấy cái cành 3 ở phía sau lưng để nó chuẩn anh chị ha. Và mình sẽ cắt cái ngọn ở đây để mình dẫn ngọn thì cái độ lắc của cái cây rất là đẹp. Thì bây giờ tiến hành mình cắt anh chị ha. Đối với cây mai thì mình cũng thường liên lạc tham khảo thầy mình ha. Thì mình hỏi thầy những cái cây mà mình định cắt đúng tiêu chuẩn á thì thầy nói không nên. Vì những cái cây mai thì chê hoa anh chị, cho nên mình chỉnh sửa sao cho thấy cái hồn của cây và nó đặt tàn để Tết cho những cái hoa phủ kín cái cây là nhìn may mắn sung túc anh chị. Cho nên thầy khuyên mình là không nên cắt quá tới cây ha. Tuy nhiên thì một số cây mình thấy cái nét của nó khá là đẹp cho nên mình cắt cũng hơi nặng tay. Thì có gì anh chị coi tham khảo chứ đừng nên làm theo mình ha. Cây mai này thì người ta vô là khoảng 10 ngày anh chị. Thì mình nhìn cái nhựa của nó mình cũng biết ha. Cho nên hiện tại thì mình đổi chậu, cho nên mình sẽ đục
xử lý cành thì vẫn được anh chị ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt xử lý và mình vô chậu trở lại, thì mình tưới khoảng là 5 ngày sau thì mình có thể đóng đầu được anh chị, ghép lại ha. Tiếp theo thì mình sẽ cắt một số cái xương để sau này mình ghép nó đúng vị trí anh chị. Thì cái cành một nó có xương 1, xương 2 và cốt chủ đi ra ha. Mình cắt cái cốt chủ cho ngắn lại để sau này mình dẫn nó lắc đẹp hơn. Và cái cành 2 thì mình sẽ cắt cái xương nó ngắn lại và cái cốt chủ mình cũng cắt nó ngắn lại để sau này mình dẫn nó có cái độ lượng lắc thì nó đẹp anh chị. Thì trước khi sang chậu thì anh chị có thể đục gọt cho nó gọn gàng lại ha, để khi mình qua bên kia thì mình đã sắp đế thì mình sẽ không có động nữa, mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Và lưu ý là ở dưới mình để cái bàn xoay á, để nó có cái độ lắc của cái bàn xoay, thì anh chị xử lý ở trên thì cái chậu nó sẽ lắc nhẹ theo cái cây mình thì nó sẽ đỡ tổn thương rễ hơn. Cho nên nếu mà anh chị để cố định dưới đất thì nó cái chậu nó sẽ không có cái độ lắc. Cho nên anh chị có cái bàn xoay inox như mình ha, để lên thì nó có cái độ lắc của cái bàn xoay nữa, thì anh chị sẽ xử lý cái cây nó không có bị giật nhiều. Lấy được cành 1, cành 2 chuẩn anh chị ha. Thì cái cành 3 nó đóng đây cũng rất là đẹp nè. Anh chị thấy cái tỷ lệ nó thu đoạn lại ha. Tuy nhiên thì mình xét kỹ cái cây này. Đây là phía sau ha. Thì cái cành 3 nó nằm phía sau mình nhìn thì nó quá gần. Nếu mình so với cái tỷ lệ của cây kiển xanh ha, thì như vậy là nó cũng là vô cái tỷ lệ anh chị. Tuy nhiên cây mai vàng thì mình chơi cho nó hơi thoáng xíu, thì mình hơi nhóng lên. Và cái điểm này nó có cái sẹo ở đây, thì mình sẽ dời cái cành 3 lên đây để cho nó kéo cái sẹo này luôn. Còn nếu anh chị để đây thì cái sẹo này không sử dụng thì nó sẽ dễ bị tuột nha. Cho nên mình quyết định là mình sẽ cắt bỏ cái cành 3 này để mình sau này mình sẽ ghép cành 3 trên đây ha. Và mình sẽ gọt thẹo ăn gian xuống xíu nữa để cho nó đúng cái tỷ lệ cành 3 luôn nha. Mình dời xuống chút xíu nữa. Và bên đây thì mình lấy chuẩn cái ngọn luôn ha. Thì mình sẽ ghép cái bo ở đây, mình dẫn lên cành 4 và đỉnh ngọn luôn. Thì sau này cái cây này nó vô cái cây dáng bài. Và cái những cái cành này nó rất là đẹp anh chị. Cành 1, cành 2 rất là chuẩn ha. Thì cây này mình thấy nó rất là chuẩn cành, cho nên mình quyết định là mình chịu thẹo để mình cắt cho tới cây luôn, để sau này có một cái cây mai đẹp sau này anh chị ha. Sau khi xét kỹ thì mình xác định là mình sẽ cắt bỏ cái cành 3 này luôn anh chị ha, để mình ghép ở trên để cho nó chuẩn hơn và sau này nó sẽ mau liền sẹo hơn. Thì hiện tại mình đang tập trung để mình chỉnh sửa cái sân vườn để thành lập cái câu lạc bộ bonsai của xã mình anh chị. Cho nên công việc mình cũng rất là lu bu ha. Thì hiện tại mình cũng mua một số cây nét để mình trưng bày, để tới đây thì anh em sẽ tới vườn thì mình có cây để ngắm và giao lưu anh chị. Cho nên những cái cây mà nét như thế này ha, thì mình mua cái giá cũng khá cao. Cho nên một số anh chị em hỏi giá mình thì mình cũng ngại báo giá lại ha. Những cái cây mà nó chi tiết, nó nét như thế này thì cái giá nó khá cao anh chị. Thì mình tới đây thì mình sẽ nuôi cho nó sống khỏe anh chị. Tới nếu thích thì mình sẽ giao lưu lại anh chị ha. Dự kiến cái câu lạc bộ bonsai của mình thì khoảng 19 tháng 3 âm lịch thì sẽ hoạt động anh chị. Thì 19 tháng 2 này sẽ gắn cái bảng ha. Thì tới đây thì khi mà hoạt động thì hy vọng anh chị em sẽ đón nhận và công nhận những cái anh em tâm huyết để chia sẻ với anh chị em đam mê bonsai, kiển xanh ha và mai vàng, thì sẽ có được những cái cây ưng ý và giao lưu với cái tinh thần chia sẻ anh chị. Thì hy vọng tới đây mình sẽ cố gắng chan hòa được tất cả những anh em trong câu lạc bộ ha, để từ từ thì cái tiếng lành đồn xa thì anh em sẽ hiểu hơn về câu lạc bộ mình hoạt động như thế nào, và tâm huyết của mình đặt vào câu lạc bộ thì
cái hiệu quả như thế nào, thì hy vọng tới đây sẽ được anh chị em gần xa đón nhận ha. Những cái cây mình mua về mình làm thì anh chị thấy cái độ tỉ mỉ của mình, từng cọng rễ mình sửa. Cái cây này người ta đã sửa rồi, nhưng mà anh chị thấy mình đã chỉnh sửa trở lại thì rất là tỉ mỉ anh chị ha. Cho nên những cái cây mình làm thì cái giá trị nó ở đâu, cái giá trị của nó là sau này khi mà thành phẩm thì cái dáng thế và cái bộ đế của nó sẽ khác biệt như thế nào, thì anh chị sẽ cảm nhận được ha. Mỗi một cái rễ mình nâng niu, mình sửa chỉnh sửa anh chị thì nó rất là công phu. Cho nên những cái cây mà mình lãnh nuôi cho anh chị ha, thì mình cũng bỏ vào cái công sức của mình. Cây nào cũng vậy anh chị, cây nào mình cũng làm hết khả năng của mình. Cho nên anh chị không, mình không có nhận thì thôi, mà hãy nhận cây nào thì mình làm với cái khả năng của mình, làm đẹp nhất có thể, thì với cái hiểu biết của mình và cái tài năng của mình tới đâu thì mình làm tới đó anh chị ha. Còn đôi khi thì mình làm hết sức của mình, nhưng mà cái tài năng mình tới đó thì mình chỉ có tới đó thôi. Cho nên những cái cây mình nhận của anh chị thì mình sẽ hết tâm sức để chăm sóc cái cây cho anh chị. Khi mà nó nhiều cây á, thì mình vẫn tăng cường một số anh em để phụ mình, chứ không phải là mình nhiều quá rồi mình bỏ bê anh chị. Cho nên mình mỗi ngày thì mình sẽ nâng cấp được cái sân mình rộng ra, và cái hiểu biết của mình cũng phải tìm hiểu về trên một số cái cây nghệ thuật để mình nâng cái tầm của mình lên. Thì mỗi một ngày, một tháng trôi qua thì mình sẽ tìm hiểu và sẽ nâng cấp cái tài năng của mình lên để phục vụ cho anh em tin tưởng, và mình sẽ cố gắng hết sức của mình. Rồi, như vậy là mình đã sửa bộ đế xong cơ bản và ép chậu nhỏ lại thành công anh chị ha. Thì hiện tại cái chậu này là lọt lòng là 55, 53, 55 vậy anh chị ha. Thì mình sẽ đưa cái V6 lên đây để giữ ấm cái cây. Thì sau này khi mà cây thành phẩm thì mình sẽ chơi từ đây lên. Thì anh chị sẽ thấy cái cây rất là đẹp ha. Thì mình sẽ đưa cái tay để anh chị tưởng tượng cái cây ha. Đôi khi anh chị sẽ nhìn trên màn hình, anh chị sẽ thấy cái cây nó lớn hơn bình thường á. Đôi khi anh chị không có biết cái hoành á, thì khi mình đo, mình báo trên cái màn hình điện thoại á, thì anh chị sẽ thấy rất là lớn. Tuy nhiên thì ở ngoài nó lại nhỏ hơn mình tưởng tượng ha. Cho nên anh chị tưởng tượng cái hoành bao nhiêu thì anh chị sẽ tưởng tượng ra cái cây. Đây là ngay chỗ eo này là 37 hoành. Cái cây này nó rất là tròn cho nên cái hoành nó lớn anh chị, chứ ngoài mình nhìn nó không có lớn lắm nha. Và cái bộ rễ mình sắp nè ha. Thì lưu ý anh chị ha, có xử lý cái chữ V cái rễ á, thì anh chị nhớ mua băng keo có màu ha, màu vàng hay màu đỏ gì, để khi mình làm mình vô chất trồng á thì cái màu này nó sẽ ấn tượng hơn, để mình thấy mình né anh chị ha. Còn như màu xám đâu nó tiệp tiệp với cái màu da hoặc là chất trồng á, thì đôi khi anh chị quên, anh chị nhận nó sẽ bị sứt cái rễ ra luôn. Cho nên mình tìm mua những cái băng keo màu đỏ ha, để mình đặc biệt mình xử lý cái rễ, thì khi anh chị vô thì anh chị sẽ nhớ hơn. Còn đây là cái mặt hậu ha, thì mình sẽ xử lý là cành 1, cành 2, và mình sẽ ghép cành phong ở trên đây là cành số 3. Thì nó sẽ theo cái cây bài chuẩn cái cành luôn anh chị nha. Ở đây chừng nữa nó phù phù, có anh em thì gọi cái cây này giống cái bờm của sư tử ha. Tưởng tượng hơi xa chút xíu. Đây là cái mặt hậu ha, cái lưng nè. Thì cây này mình lúc mình mua thì mình xem rất là kỹ anh chị. Thường thì anh chị em gửi hình cho mình á, thì anh chị em nhớ ha, khi mà quay tổng quan cái bốn mặt ở dưới đây, mình quay mặt tiền mặt hậu xong ha, thì anh chị nhớ là sẽ quay từ trên xuống, trên ngọn xuống ha, mình né né cũng được, để mình nhìn được cái nét thân của nó lắc như thế nào và cái tay cành nó đóng như thế nào, thì mình mới có góp ý cho anh chị được. Đôi khi anh chị lại chụp
mặt tiền mặt hậu mà không có chụp được cái đường thân của nó thì mình cũng khó để xử lý để giúp anh chị nha. Đây cây này anh chị thấy cái đường thân của nó ha, nó lắc nè, cành 1, cành 2 nó lắc qua cành 3, nó có độ lắc về cành 3, và mình lấy nhịp về cành 4 nó có lắc lắc về cành 4 chị ha. Cho nên cái cây mình xét chi tiết thì nó sẽ ra rất nhiều cái nét đẹp để mình chọn mình mua một cái cây ha. Cho nên những cái cây mình mua ở chợ Mai Phôi mình xét rất là nhiều cái chi tiết, cho nên đôi khi một số cây thì cái giá nó hơi cao. Tuy nhiên thì cái cây chuẩn thì anh chị nuôi sau này nó sẽ tiềm năng hơn ha. Còn cái tai cành thì mình sẽ áp dụng cái cách chơi là chơi nó gùng lại anh chị. Cây này mình thu nhỏ lại ha, cho nên mình lấy cái xương một này nó hơi lớn nè. Tuy nhiên mình sẽ ép, và sau này mình dưỡng cái cành cành chính này, đây là cái cốt chính đi nè. Cho nên cái cây này mình sẽ nuôi một thời gian để nó ổn định anh chị ha. Thì mình lưu ý của anh chị ha, thì những cái cây mà người ta đã vô vô chậu rồi ha, thì mình muốn xử lý lại thì mình phải tìm hiểu thật là kỹ cái cây người ta đã làm như thế nào để mình hiểu được là mình có cắt xử lý lại được hay không anh chị nha. Cái cây này mình cũng tìm hiểu rất là kỹ là cái chủ trước đã cạy hết là gần như 100% đất và đã xử lý bộ rễ nó cơ bản anh chị, cho nên mình mới dám làm. Chứ những cái cây đẹp như thế này mà nếu mà còn đất người ta cắt đã lên tược mà mình xử lý lại thì nó sẽ ảnh hưởng cây, nó không có đạt lắm nha. Cho nên mình phải tìm hiểu thật kỹ mới làm được cái cách này như của mình anh chị ha. Rồi như vậy là mình đã vô xong anh chị ha. Thì sau này khi mà thành phẩm thì có thể anh chị sẽ chơi nó lồi bộ rễ như thế này ha, và có thể mình xuống một tấc nữa cũng được, bởi vì mình đã xử lý cái tầng rễ dưới rất là đẹp rồi. Và cái thẹo này thì sau này nó sẽ khi mà cây nó phát triển mạnh thì nó sẽ kéo bít lại anh chị. Cây hiện tại rất là sung ha. Và mình chia sẻ anh chị những cái cây mình vô, nếu mình cắt rễ nhiều á thì mình để ngày mai mình mới tưới nước. Còn cái cây này thì mình chỉ sang chậu thôi, cho nên mình không có cắt rễ nhiều, chỉ có ngào một cái rễ chữ V này thôi. Thì mình sẽ tưới nước để cho nó ổn định cái chất trồng mới của mình, để cái cây nó bắt anh chị ha. Còn nếu mà để ngày mai á, thì cái cây mình tháo ra nó hơi khô nè, nhựa đang kéo mình sợ nó hơi hơi thiếu nước á, cho nên mình tưới luôn ha. Cây này thì tương lai nó sẽ lên những cái sù, cục sù anh chị. Hiện tại thì nó có bể lay gai nè, những cái chân rễ rồi ha. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo, chia sẻ anh chị những cái gì hay, những cái nào hiệu quả ha, thì mình sẽ chia sẻ anh chị. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha.